Nguyễn xin gửi lời chào quý vị đang cùng đến với chương trình Bác sĩ 247 được phát sóng vào thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, theo số liệu thống kê thì táo bón rất phổ biến, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em cho đến người cao tuổi. Táo bón nếu mà để kéo dài, không sớm điều trị thì sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống và gây ra tình trạng lệ thuộc vào thuốc nhuộm tràng, làm tăng nguy cơ mắc nhiều cái bệnh nguy hiểm và là yếu tố thúc đẩy bệnh trĩ xuất hiện. Nếu mà đang bị bệnh trĩ thì sẽ làm nặng thêm. À, việc điều trị táo bón bằng thảo dược hiện nay thì cũng rất là dễ dàng, hiệu quả và tính an toàn thì cũng cao và người bệnh có thể cải thiện được tình trạng táo bón chỉ sau vài ngày. Thì ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với phần trao đổi với bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương đến từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Xin kính chào bác sĩ. Mến chào Nguyễn Khang. Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa bác sĩ, táo bón là bệnh mà ai cũng có thể gặp phải thế thì bác sĩ có thể chia sẻ cho mọi người về cách hiểu đúng về táo bón và nguyên nhân gây ra bệnh táo bón không ạ? À, táo bón thì chắc là chúng ta là rất là thường gặp. thì táo bón tức là phân thứ nhất là phân nó cứng và khô. À, chúng ta phải dùng sức rất là nhiều để mà đi cầu ra à, và số lần đi cầu cũng ít lại. có khi là một tuần người bình thường đi cầu một tuần phải trên ba lần, còn nếu mà người bị táo bón thì thường là một tuần chúng ta đi cầu có 3 lần hoặc hai lần một tuần nữa, à, thì là chúng ta đã bị táo bón rồi. Thế tại sao chúng ta bị táo bón? Thứ nhất là do tác dụng phụ của nhiều loại thuốc, một số thuốc trị bao tử, một số thuốc trị huyết áp, một số thuốc trị thần kinh có thể có tác dụng phụ gây táo bón. À, cái kế đến nữa là do chế độ ăn, một cái chế độ ăn và sinh hoạt à, không hợp lý. Thí à, dụ ăn ít chất xơ, ít chất xơ tức là ít rau xanh và trái cây uống quá ít nước một ngày mà ước chừng lít gì dưới lít rưỡi nước đối với người trưởng thành là khả ít đó là do cái chế độ ăn uống sinh hoạt không hợp lý hoặc là nằm nằm trên giường hoài coi phim xem tivi lướt web mà nằm không vận động hết là là cũng là là cái chế độ sinh hoạt không hợp lý thì cái đó là có thể điều chỉnh được rồi tạo bón bình lý táo bón bệnh lý là do cái bệnh khác không phải bệnh đường ruột mà nó gây à, gây gây táo bón thí dụ như là bệnh bú cổ một số người bệnh bú cổ mà chúng tôi gọi là thể suy suy giáp có thể gây táo bón à, rồi một số bệnh lý về thần kinh thí dụ bệnh liệt rung hay bệnh Parkinson kinh sinh có thể gây à, táo bón rồi một số bệnh viêm ruột viêm ruột thì chúng ta nghe ngay viêm ruột là thường là hay tiêu giải nhưng mà vẫn có viêm ruột kích thích thể thể táo bón hoặc viêm ruột mãn kéo dài có thể gây táo bón và một cái nữa có thể gây táo bón đó là ung thư ung thư ruột hoặc là lao ruột cũng có thể gây táo bón rồi cái người phụ nữ gọi là có thai cái, cái cái thai nó cũng hơi cản trở với là dễ bị thiếu nước nên ra là nó cũng dễ bị táo bón và thứ hai là cái người lớn tuổi người lớn tuổi là ít vận động mà ít uống nước sợ đi tiểu đêm rồi đó thì nó cũng rất là dễ bị cái táo bón và à, cái táo bón là một trong những nguyên nhân hàng đầu sẽ cái hậu quả đến là dẫn đến bệnh trĩ đó là cái mà chúng ta cần lưu ý thưa bác sĩ như vậy thì nếu mà táo bón kéo dài thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả như thế nào và vì sao à, táo bón thì có thể dẫn đến vấn đề là bệnh trĩ hoặc là tăng nặng bệnh trĩ thì đầu tiên tôi nói về táo bón thì táo bón gọi là kéo dài là nó sẽ gây bệnh trĩ đó là nguyên nhân chính luôn táo bón nó sẽ dễ làm viêm nứt hậu môn rồi táo bón nó sẽ làm phân ứ động lại khó đi câu và à, lâu ngày thì đôi khi rặn nhiều quá nó xa cái ruột ra ngoài luôn gọi là xa trực tràng như vậy tại sao là táo bón gây ra bệnh tỷ một là thứ nhất là khi táo bón là phân nó khô cứng nó đè đè lên cái phần ruột cuối cùng của của, của, của chúng ta gọi là trực tràng nó làm cho cái những cái mạch máu ở cái quanh cái vùng hậu môn trực tràng chúng ta nó áp lực nó tăng lên và nó khó nó không có lưu thông được thì nó phồng lên nó phồng lên thì sinh ra búi búi trĩ thì búi trĩ nó phồng lên mà à, hai là táo bón là chắc chắn điều chúng ta đi cầu là chúng ta phải lấy hết sức mình sinh để rằng như vậy là thật sự là cái áp áp lực mà chúng ta đè lên cái vùng hậu môn rất là cao à và khi áp lực vô nó rất là cao tức là mấy mạch máu nó không có chạy máu nó lưu thông không có tốt à, và nó sẽ ảnh hưởng cái, cái, cái lưu thông trong mạch máu ở cái vùng hậu môn trực tràng à, và nó gây giãn ra phình ra à, là nó gây ra cái bệnh trĩ bệnh trĩ là muối trĩ tức là những cái mạch máu ở vùng hậu môn trực tràng nó phình ra quá mức thì nó gây ra bệnh bệnh trĩ đơn giản thôi à, cái điểm thứ ba là những người mà bị táo ón lâu dài mà nặng đó nó làm cho mấy cái lớp niêm mạc hậu môn đó nó rời xa ra dễ bị phòng ra dễ bị trĩ à, cái kế đến nữa là táo bón, lâu ngày thì phân bị khô và cứng thì nó sẽ đi qua cái hậu môn. À và sao qua hậu môn thì nó sẽ căng giãn cái vùng da hậu môn, căng giãn rất là nhiều và nó để làm trầy xước cái tức là cái lớp bề mặt trong cùng của hậu môn à, là tức là mình gọi là lớp niêm mạc hậu môn gây gây là chảy chảy máu. Như vậy nói tóm lại là khi táo bón là nó làm bốn cái yếu tố này rõ ràng lên và nó thúc đẩy người cái búi trĩ chưa có phòng thì nó sẽ phòng lên tạo thành búi trĩ và ngược lại khi bị trĩ rồi trĩ phòng lên rồi thì nó lại ảnh hưởng ngược lại làm cho dễ táo bón hơn tại sao như vậy bởi vì là bị trĩ thì chuyện đầu tiên như tôi nói triệu chứng mình trĩ là đi cầu ra máu và đi cầu rác đau mà đau thì chúng ta lại thôi hạn chế đi cầu, rồi nín, rồi sợ không đi cầu, không đi cầu lại phân lại ứ lại, à thì là 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 lại là, lại là, 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 dễ dễ táo bón. Rồi khi mà bị trĩ một số trường hợp thì điều trị nội khoa, à một số trường hợp thì điều trị ngoại khoa, à thì điều trị ngoại khoa nếu mà điều trị chuẩn thì là cái sẹo nó không có đáng kể nhưng mà một số trường hợp điều trị ngoại khoa tức là phẫu thuật à, là không có quá chuẩn chỉnh thì sẽ gây ra là những cái sẹo à, mà hẹp ở quanh hậu môn à, gọi là hẹp hậu môn à, lúc đó là bệnh nhân lại đi cầu khó phân nhỏ và lại à, táo bón à, trở lại thì lúc đó lại tỷ lại phát sinh trở lại à, hoặc là gây à, nứt hậu môn à, rồi là bệnh nhân sợ không đi cầu lại lòng vòng lòng vòng thì đó là cái lý do là cứ táo bón rồi trị trĩ rồi ảnh hưởng à, táo bón cứ lòng vòng như thế như vậy nếu mà chúng ta bị táo bón và bị trĩ và đặc biệt là chúng ta phải đi khám bệnh để biết chắc chắn đây là táo bón Và chỉ là bị bệnh trĩ thôi được chẩn đoán như thế thì chúng ta nên điều trị sớm à để mà không để kéo dài để nó đừng có thành cái vòng xoắn trĩ 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 rồi bón trĩ biến chứng bón trĩ cứ đồng vòng đồng vòng như vậy vâng thưa bác sĩ như vậy chúng ta có cách nào để trị táo bón an toàn và hiệu quả cũng như là nhanh không ạ à, thứ nhất là để điều trị táo bón thì như vậy chuyện đầu tiên là chúng ta phải được đi khám bệnh để chẩn đoán được bác sĩ chẩn đoán xác định cái này đúng là à, táo bón thì sẽ phối hợp nhiều biện pháp thứ nhất là bác sĩ sẽ kê toa những cái loại thuốc để làm mềm phân để kích thích cái ruột để mà đi cầu dễ à, cái đó là phải tuân theo các chỉ định của y bác sĩ và lưu ý tác dụng phụ cái thứ hai là phải kết hợp không có dùng thuốc có nghĩa là chúng ta phải điều chỉnh lại cái lối sống của ta chúng ta tránh xa rượu bia thuốc lá à, chúng ta phải uống rất là nhiều nước ăn nhiều cái rau xanh và trái cây và vận động nhiều vận động là một trong những cách để giảm táo bón. Một giải pháp nữa chúng ta cũng cần lưu ý là bên cạnh việc chế độ ăn và tập luyện thể dục thể thao, tránh xa mấy chất kích thích và dùng thuốc theo đơn của bác sĩ thì một cái gọi là hỗ trợ điều trị thêm là dùng những cái thảo dược Thảo dược là từ những cây cỏ ta, từ cây hoa hòe, đương quy hay diếp cá hay thậm chí nghệ nó bên cạnh những tác dụng chống viêm, rồi bền mạch máu thì nó có tác dụng là tiêu viêm là là làm là mềm phân và tiết dịch ruột là trị táo bón rất là tốt à, và, và ít tác dụng phụ thì đó là một trong những loại thảo dược được cấp phép chúng ta có thể hỗ trợ thêm với lại cái gọi là điều trị chính thống để mà giảm cái tình trạng táo bón. Ông thưa bác sĩ như là trong cái tình huống vừa rồi thì hai vợ chồng à, người vợ thì mang thai còn người chồng á thì vừa bị trị mà vừa bị táo bón à, thì có dùng an trị vương như vậy có tốt và an toàn hay không ạ? À? và cách dùng bộ sản phẩm an trị vương có chứa giúp cá đương quy hoa hòe và nghệ meriva như thế nào để có thể giúp cho họ hết nhanh táo bón? ạ? À? cái bộ sản phẩm thảo dừa hỗ trợ thêm có là dạng uống và dạng gel thì nó sẽ có hiệu quả tại sao nó hiệu quả vậy? bởi vì những cái thành phần nó có à, hoa hòe, đương quy giúp cá đây là những cái chất từ đông y và được y học hiện đại à, là chứng minh là nó giúp làm chống táo bón làm bền mạch máu buổi trị co ác búi trị nha. tốt đâm ra nó hỗ trợ cho tây y điều trị gọi là là cái bệnh trĩ và táo bón rất là tốt à, được cái công nghệ bào chế cao để mà nó hiệu quả đạt hiệu quả cao à, và có nghiên cứu thực nghiệm trên lâm sàng nên nên bộ y tế là cấp phép cho nó được hỗ trợ điều trị cho cả ở phụ nữ có thai và cho bú thì cái lời khuyên của tôi tôi chia ra cho hai người đầu tiên là đối với người vợ thì vì đang mang thai và mang thai là một trong những cái nguyên nhân có thể gây nên cái táo bón thì nên đi khám và tham vấn với bác sĩ sản khoa để được cho những loại thuốc à, kê toa dùng cho phụ nữ có thai là an toàn nhất và một cái có thể tham khảo hỗ trợ thêm là từ cái mà thảo dược được cấp phép và y tế cấp phép là có thể dùng được trên phụ nữ có thai và cho con bú. À, còn đối với anh chồng thì vẫn nên đi khám với bác sĩ để được khám bệnh và được nội soi để chẩn đoán xác định cái này. Thì bên cạnh những loại thuốc được bác sĩ kê toa và anh chồng có thể tham khảo. À, cái phối hợp cái sản phẩm từ thảo dược phối hợp vô để mà có thể là giải quyết được cái chuyện vừa táo bón vừa trĩ một lúc thì đó là cái thảo dược mà tôi vừa đề cập mà nguyên khang cũng vừa mới hỏi đấy và theo với cái cái, cái tình huống thì tôi nghĩ là anh chồng nhẹ thôi mới địa độ một độ hai à, thì nó sẽ hiệu quả và đặc biệt à, trong vòng một tháng đầu đặc biệt là hai tuần đầu thì anh chồng nên phối hợp cái gieo bôi thì nó sẽ giảm triệu chứng cho anh chồng là là, 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 là nhanh hơn. À, thưa bác sĩ, như vậy thì đối với những người bị bệnh trĩ mà nặng hơn cấp độ 2 hoặc là cấp độ 3, thì cái việc mà mình sử dụng cái bộ sản phẩm an trĩ vương như thế này thì nó có hiệu quả hay không? Và những cấp độ bệnh trĩ nào thì sử dụng mình sẽ phù hợp à? Trong trường hợp mà nếu mà trên độ 2, tức là độ 3 và độ 4. Độ 4 thì không còn gì bạn gái bộ 4, chúng ta phải phẫu, phẫu thuật. Còn độ 3 thì độ 3 thì có thể phẫu thuật hoặc nếu người nào sợ quá có thể chờ à, chờ như thế nào những người độ 3 mới mới chấm từ độ 2 chuyển qua độ 3 chúng ta có thể tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ để có thể nếu bác sĩ cho trì hoãn mổ thì chúng ta dùng theo những thuốc theo cái kê toa của bác sĩ và chúng ta có thể sử dụng thêm cái bộ thảo dược hỗ trợ thêm bên cạnh đó trong vòng một tháng đầu đặc biệt là hai tuần đầu chúng ta kết hợp với lại cái cái cái, cái, cái an tỷ vương mà dạng gel bôi Đối với trị độ 4 thì sau khi phẫu thuật, đương nhiên phẫu thuật lành hết rồi thì chúng ta có thể sử dụng để làm cho cái hậu môn nó hoạt động bình thường lại và có thể ngừa tái phát. Như vậy nếu mà chúng ta sử dụng thêm thảo dược hỗ trợ thì có thể giảm được triệu chứng. Một số trường hợp mà trị độ 3 mới từ độ 2 chuyển độ 3 hay độ 3 nó còn nhỏ thì có thể nó thoái lui lại thì chúng ta cũng có thể là tránh được phẫu thuật tỷ độ 4 thì sau khi phẫu thuật thì sử dụng để làm cho cái hậu môn nó hoạt động bình thường lại và có thể ngừa tái phát và đặc biệt là cái gieo bôi rất là thuận tiện khi mà hỗ trợ điều trị à, là bởi vì nó không có dính à, bôi chỉ cần 5 phút sau thôi chúng ta có thể rửa sạch à, vệ sinh cá nhân rất là sạch sẽ không gây nhờn dính không gây quá chịu hết ta vẫn có thể sinh hoạt làm việc bình thường vâng thưa bác sĩ à, khang cũng được biết là táo bón thì là bệnh có thể tái phát lại bất kỳ lúc nào thế thì à, người bệnh nên làm gì để có thể phòng tránh cái trường hợp căn bệnh này tái phát trở lại táo bón là có thể tái phát Chúng ta luôn luôn phải nhớ là phòng tránh là ăn nhiều rau xanh trái cây uống nhiều nước một ngày phải uống hai lít nước trở lên mà nói vậy chứ nhiều người khó lắm tập thể dục một tuần phải dành ra coi như là À, 150 phút để tập thể dục vận động, mà nói vậy nhiều người khó làm đó. À, rồi tránh xa những chất kích thích, à, trà, rượu, cà phê, thuốc lá. Nhưng mà những hết cách đó rồi mà thỉnh thoảng người ta vẫn bị táo bón, thì liệu pháp thảo dược à, hỗ trợ để mà ngừa táo bón thì cũng có hiệu quả, thì có thể là giúp giảm bớt triệu chứng táo bón khi bị táo bón, đặc biệt là bị táo bón kéo dài hoặc bị thêm bệnh trĩ, bị đau rát, chảy máu thì cần có cách chữa táo bón hiệu quả, an toàn bằng cách áp dụng đồng thời ba giải pháp sau. 1. Ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống đủ trên 2 lít nước mỗi ngày, hạn chế đồ ăn cay nóng, chất kích thích như ớt, hạt tiêu, rượu bia, cà phê, thuốc lá. 2. Vận động và luyện tập thể thao khoảng 30-60 phút mỗi ngày, hạn chế ngồi nhiều, đứng lâu, mang vác nặng hoặc ít vận động. 3. Dùng sản phẩm thảo dược, chứa giếp cá, đương quy, hoa hòe, nghệ dạng Meriva. Sản phẩm này giúp giảm nhanh táo bón chỉ sau vài ngày, hết nhanh đau rác, chảy máu, giúp co bối trĩ và cải thiện hiệu quả bệnh trĩ. Sản phẩm an toàn, dùng được cho cả phụ nữ mang thai, cho con bú và người cao tuổi. Tôi bị táo bón kéo dài. Mỗi lần đi vệ sinh thường rất khổ sở, vì đau rác và thậm chí còn ra máu. Tôi đã sử dụng qua nhiều biện pháp, nhưng tình hình không tiến triển Tôi có sử dụng qua thuốc nhuận tràng Nhưng không dám sử dụng nhiều Tại vì lo sợ bị lạm dụng thuốc Sau đó đi khám và được bác sĩ khuyên dùng viên uống An Chỉ Vương Tôi dùng thử và sau 5 ngày đã chấm dứt hẳn tình trạng táo bón Và tiếp tục duy trì thêm 14 ngày Thì bây giờ tôi đã đi cầu rất là dễ dàng Đặc biệt là khi dùng gel An Chỉ Vương thêm Thì tôi không còn bị đau rát và không còn bị chảy máu khi đi cầu Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Phương Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng An Chỉ Vương giúp xua tan nỗi lo bệnh trĩ táo bón của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình này. Và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại miễn cứ 1800 558889 hoặc quý vị cũng có thể gọi điện đến số điện thoại 24 trên 7 0896 509 chín Ngoài ra quý vị cũng có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ email quen thuộc đó là sống khỏe a vòng bác sĩ tư vấn vn hoặc truy cập vào website bác sĩ tư vấn vn Lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Mình chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. An Trị Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nay đã có thêm An Trị Vương treo hiệu quả đã được chứng minh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.